Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là két nước của Honda CR-V 2.4 đời 2009. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Sakura của Indonesia. Đấy. Mã sản phẩm của nó là 32118507. Đây chính là Indonesia anh em nhé. Đây chúng ta đang nhìn là phía mặt sau của sản phẩm này. Đây là phía mặt trước. Đấy, đây là mã của sản phẩm anh em nhé. Với Sakura này thì nó có thương hiệu không những tại thị trường Indonesia mà cả thế giới rất là tin dùng vì cái chất liệu nhôm và cái chất lượng hàng của nó thì rất được anh em thợ cũng như người sử dụng tin dùng. Đây chính là cái đầu để chúng ta đổ vào nước này. Đây là Sakura này. Và đây là các cái đầu để chúng ta sẽ bắt vào. Đây là hai đường dẫn ra của ống nước này. Và mặt đây, đây là cái điểm để chúng ta bắt quạt két nước vào đây. Đó, vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái hình ảnh của chiếc két nước của Honda CR-V 2009. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.